Mới đây, Trung tâm Anh ngữ Kids and Us vừa cho ra mắt mô hình học tiếng Anh dành cho bé từ 1 tuổi với một chương trình học thú vị. Chương trình này được phát triển bởi một giáo viên tiếng Anh tại Tây Ban Nha, sau 20 năm đã trở thành một trong những mô hình dạy Anh ngữ hàng đầu châu Âu cho bé từ 1 tuổi với hơn 160.000 học viên và hơn 550 trường học tại nhiều quốc gia. Trước kia tôi là một giáo viên tiếng Anh, tôi chỉ yếu dạy các bé ở độ tuổi thiếu niên và người lớn. Khi tôi bắt đầu làm mẹ, tôi đã cho con gái của mình tiếp xúc tiếng Anh hàng ngày để xem con phát triển ra sao. Tôi dành 10 phút mỗi ngày nói chuyện tiếng Anh với bé. Khi bé được 2 tuổi, thì con bé có thể giao tiếp bằng những câu nói đơn giản và hiểu tiếng Anh dễ hơn. Đó cũng chính là lúc mà tôi nhận ra mình nên có hướng tiếp cận tiếng Anh khác dành cho trẻ. Phương pháp này đã được triển khai tại nhiều quốc gia trên thế giới. Mặc dù các quốc gia nói tiếng khác nhau, bảng chữ cái khác biệt, nhưng phương pháp này vẫn tỏ ra hiệu quả vì trẻ được tiếp xúc tiếng Anh một cách tự nhiên, theo như cách trẻ tiếp thu tiếng mẹ đẻ. Đó là việc nghe, hiểu, nói, đọc và viết. Và đối với Giang đó thì ngôn ngữ là một điều tuyệt vời, là một vẻ đẹp mà không những nó là một môn học mà nó là điều để con có thể thể hiện được những cái tình cảm của con, những ý tưởng của con, những cảm xúc của con như thế nào con có thể thể hiện được qua ngôn ngữ. Tuy nhiên là đối với Kids and Us thì cái điều mà Giang quan sát được là một cái cách tiếp cận cũng như là một phương pháp rất là hay mà họ làm, đó là khi mà họ dạy các bé từ lứa tuổi 1 tuổi cho đến 7 tuổi đó. Vì vậy khi mà con học một ngoại ngữ mà con thấy được cuộc sống của con, bản thân con và sự phát triển của con ở trong đó thì con sẽ cảm thấy gần gũi hơn và con sẽ cảm thấy rằng đây là một điều mà mình tiếp cận, đây là một điều mà mình học hỏi, mình vui. Việc Kids and Us có mặt tại Việt Nam, phụ huynh có thể một lựa chọn cho con em của mình trên hành trình tiếp thu, học hỏi tiếng Anh.